Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video này để chia sẻ với các bạn về cái cách làm tiết canh vịt. Hoặc là vịt hoặc là ngan đều được nhé các bạn. Thì cái món này á thì rất là hợp với lại các ông chồng hay đi nhậu á. Những ai mà hay nhậu cái món này thì phải nói là rất là khoái. Đó. Món tiết canh này là gồm có nhiều loại thực phẩm các bạn. Thì khi ăn thì các bạn không thể thiếu là hương vị của nó là chanh. Vị chanh chua nhé. Ớt và bánh đa khô các bạn, bánh đa quạt đó. Đó. Khi ăn tiết canh thì các bạn bẻ bánh đa vào xong rồi trộn lẫn lên như thế này, trộn lẫn để cho cái bánh đa nó mềm. Là ăn thôi, rất tuyệt vời. Có hai đĩa tiết canh các bạn. Đây là rau thơm các loại. Răm này, hành này, mùi này, ngò này. Rau thơm các loại thôi. Thì tất cả các loại rau thơm này mình sẽ thái thái chung hết hết luôn. Đó, thái lẫn lộn tất cả các loại rau thơm này vào với nhau. Đây là lạc, đậu phộng, chưa dã, đây là đậu, đậu phộng các bạn rang lên. Đây là nước, nước lèo, nước luộc những cái thịt đó các bạn. Đây là lòng, toàn bộ bộ lòng và những cái miếng thịt ngon đó, rồi miếng cổ, miếng sụn tức là mình thái vào, sau đó là bỏ rau thơm chung hết vào, rồi khuấy đều lên, trộn đều lên nhé. Đó. Tất cả thịt thì các bạn thái nhỏ xong rồi các bạn trộn với lại rau thơm. Đây đã được trộn đều rồi nhé các bạn. Các bạn nên nhớ là lấy làm toàn bộ bộ lòng và những cái miếng sụn các bạn thái nhỏ. Các bạn luộc lên để nguội. Trộn rau thơm vào sau đó các bạn múc ra đĩa. Múc ra đĩa hoặc là múc ra bát là tùy vào các bạn nhé. Thì mình múc ra làm hai đĩa to các bạn, hai đĩa sắt nha. Đó, dàn nó cho đều. Sau đó các bạn lấy cái muôi các bạn ấn hết xuống, ấn đều xuống. Thì tí nữa là cái miếng tiết canh này là sắt ra nó sẽ chặt. Bây giờ là đến lượt mình sẽ lấy cái tiết, sau khi mình cắt tiết ngan rồi đó là mình lấy một chút nước luộc thịt này. Chỗ này là mình làm thử nhé. Đây là sau khi tiết mình đã được cắt và mình bỏ vào một cái chai để ở trong ngăn mát. Mình sẽ pha cái số tiết này mình cắt vào với lại cái nước luộc lòng đấy các bạn. Đây là mình làm thử. Đây mình làm thử. Rồi, được rồi, sau khi được rồi là mình sẽ đổ hết toàn bộ số tiết vào ngoáy nhé các bạn. Ngoáy liên tục. Đó, phải nhanh tay để ngoáy nhé.
Ngoáy chứ không là nếu mà không ngoáy nhanh nó sẽ đâm lại đấy. Nhanh tay và ngoáy liên tục nhé các bạn. Ngoáy liên tục. Sau khi đã đều rồi là mình lấy dùng những cái muôi mình múc múc đều lên nhé các bạn, múc rưới đều lên những cái rau thơm với lại cái thịt mà mình đã trộn lẫn lúc nãy đó. Múc rải đều lên. Múc cho hết luôn, múc từ từ, múc từng muôi một chứ không phải là cầm cả bát mà đổ nha các bạn. Múc như thế này thì nó mới đều, chỗ nào nó cũng có. Sau khi làm như thế này rồi á, là các bạn để khoảng 5 đến 10 phút nhé. 5 đến 10 phút rồi các bạn lấy những hạt đậu phộng mà lúc nãy rang đó, các bạn rắc lên trên mặt đĩa để khoảng 5 đến 10 phút. Là các bạn lấy những cái hạt đậu đậu phộng các bạn sấy và sạch vỏ đi rồi đậu khác bạn rắc lên. Đấy, sau 5 đến 10 phút là rất là ngon. Quái khẩu chưa, chưa ăn nên cái những thịt nó hay nhậu nếm thì giờ cứ thêm múc lên hay là món nhậu đặc Nhật sản nấu thì tự nước đúng ngon rất là ngon mà nó sánh đúng lại chứ nó đông đặc lại không bóng nắng à, mình sẽ múc ra bát. Đây là chanh à, đây là tứ này. Đây là bánh đa. Là bánh đa. Đấy. Đây là tiểu. Đây là tiểu ở nhà phòng dịch. Mình sẽ bóc phòng bánh đa bẻ anh nhỏ luôn nhiệt ăn đi có bà để con bài bản này bẻ chung vào đây ừ, phải bài bản rồi chứ nhưng mà mới làm này chờ cho bánh đa ngấm là bắt đầu uống một ly tiểu. Xây cơm sau khi bánh đa ngấm rồi thì vắt chanh vào đi để vắt chút chanh nó đỏ mà sắp thế nhỉ đồ rồi mình đẹp tiếp thế là mình lấy đã mình thấm chứ còn đi thì mình cũng đồ là chưa ừ. Ăn đi từng ăn rồi bộ lấy tiền đi đều lên lấy đũa gắp chứ ừ. Đảo lên lộn đi có gừng cay ớt cay gì không quay quay ở đây quay quay đồ á thì quay đi người ăn chứ ừ. Người quay, ghi quay rồi quay đi ăn đi à, bắt đầu ăn đấy ngon rất ngon. Xin chào các bạn đã theo dõi video của mình. Cảm ơn các bạn.